lỗi là nhiều khi hơi to tiếng nhưng mà rõ ràng là nó gây sự bức xúc cho chúng tôi. Vâng.
không? Dạ. Làm việc cá nhân với nhau. Nhưng mà rõ ràng là ngày hôm qua là cái hỏi của tôi là sai nguyên tắc. Tôi nói là sai nguyên tắc. Kết thúc được việc là sai nguyên tắc. Dạ rồi. Làm việc tin động với nhau. Thế anh ơi, ngày mai thì em nói là ngày mai là buổi sáng ngày mai thì em có việc, đến buổi trưa thì em có thể hẹn anh vào ngày mốt được không ạ? Dạ vâng. Dạ. Vâng. Vâng. Dạ vâng. Vâng, vậy thì ngày mai em hẹn anh là 2 giờ chiều trên ủy ban trên công an phường đúng không ạ? À, công an quận. Dạ vâng, vâng. Phía bên công an làm việc không ra cái gì là anh vẫn phải báo cáo, vì đó là cách làm việc không có ra cái gì gây bức xúc cho người dân. Chuyện đó là mình rất là bình tĩnh, nhưng mà rõ ràng sao anh cố làm việc là sai tâm. Nhà người ta có địa chỉ hẳn hoi mà tuyệt vời. Chị giữ là cái có một liên là của em gì cả. Dạ, liên là đó, ví dụ gì, ok, tôi là người dân và cán bộ đảng viên gia đình thì tôi chấp nhận sống làm việc, còn cái việc làm việc của anh Tú là hoàn toàn là sai về mặt pháp luật. Kể cả anh lên em làm việc không như thế nào, anh không cần biết kết quả, nhưng mà anh vẫn kiến nghị với công an thành phố và công an quận Tân Phú là như vậy. Chị cứ cái này đúng không? Đúng rồi chị. Cái này đúng không anh chị? Nói chuyện là phía bên kia nó làm việc là chuyện khác sao? Nó có số điện thoại đấy chị, số tổng đường ra. Đó là cái việc của vợ tôi chứ không phải là của tôi, đúng không? Còn là em là cảnh sát. Là anh Thương. Em khu vực đây chị. Khu vực đây. Nhưng mà em là khu vực kinh nghiệm. Thành phố. Anh Phúc đã đi học ở công an thành phố Hồ Chí Minh. Đi tập huấn cảnh sát cơ động tới nhà anh Long là gì? Anh Long anh về. Nhưng mà ngày hôm qua rõ ràng là đó, cái điện thoại hai anh thì trả lời với tôi rất là gây bức xúc cho tôi nha. Nước đôi ngày hôm qua là không được. Mấy anh nói phải nói là như thế này, anh phải nói là tôi ghi nhận tình hình. Và tôi đã báo cáo là công an ban chỉ huy công an phường. À, cái vụ mà ngày hôm qua tôi đã thông báo với anh, ngày hôm qua tôi đã thông báo với anh Phúc, mấy anh phải ghi nhận tình hình. À, có cái phát sinh là đồng chí Thuận đảng viên khu phố 7 thông báo gì, mấy anh làm việc cũng không có ra gì, thành ra tôi mới bức xúc. Chính vì cách làm việc của mấy anh gây bức xúc cho người dân và cán bộ đảng viên. Vậy nha, tôi thông báo với